À, cái bằng giấy quá khủng luôn. Cái giấy này như tiền em? Chưa biết hả? 500 triệu không? Cái đó hả? Cái bông giấy mà hàng cái tàn sắt đó kìa. Ồ, cái gốc nó khủng khiếp luôn. Cái bông giấy 500 triệu đâu Quân? 500 triệu. Cũng xin chào quý cô chú chị và các bạn, hiện tại mình đang ở chợ Hoa Cần Giuộc. Thì hôm nay là bà con tập trung rất là nhiều loại hoa luôn, như hoa nhãn thọ vô chậu nè. Chậu này là 1 cây, 2 cây, 3 cây, 5 cây. Chậu này 5 cây hả anh? 7 8 cây luôn hả? Nhiêu nhiêu một chậu? Gặp 260 gặp hả? 160 một chậu. 360 chậu, 320 gặp. Ồ cúc. À nay đổ này được mấy ngày rồi? Mới ngày qua. Mấy ngày qua hả? Bán chạy không? Như tình hình năm nay ai cũng lắc đầu anh. Quá trời luôn rồi chú chị. À, phía bên kia đường nữa. Cái đường là những cái tắc. Những cái bưởi. Những cây bông vàng rực trên cái đoạn đường 835 luôn, ngay chỗ trước cửa tòa án cô chú anh chị. Đây. Ồ, bên đó có những cái chậu bông dừa cạn rất là đẹp luôn. Đây là những cái chậu cúc mâm xôi. Bông dừa cạn. Ờ, bán được không? Ngủ đánh bài luôn rồi. Hôm nay bán đỡ không vậy? Ế lắm hả? À, đúng rồi. Quỳnh Phú trên nào? Quỳnh Phú trên nào? Facebook với lại YouTube luôn. À, chị dân đây hay là ở bên tay hả? Chà Lách. Ờ, mấy bữa nay gặp Chà Lách quá trời luôn á. Mấy bữa nay gặp Chà Lách nhiều lắm á. Đang dậy số. Đâu chị bán đâu? Này đây hả? Cúc này nhiêu chậu vậy? Này cúc này. Này á, 100.000 chậu. Bán chậu chứ không bán cặp hả? Cặp 200. Cặp 200 hả? Để sớm ai anh tiền. Chạy lẹ lên, chạy lẹ lên. Nhãn thọ này chợ chỗ bông đều đẹp lắm anh chú chị. Này nhiêu chậu anh? Này nhiêu chậu? Đây 100.000 chậu. 100.000 chậu hả? Cặp chậu lên cặp 200.
Nhãn thọ cũng 100.000 chậu luôn. Không biết, nhãn thọ hỏi chị nè. Cũng 100 luôn. Nhãn thọ cũng 100.000 luôn. Đây là bên đây là những cái cây mai này của chú chị. Mai thì nó cũng lát đát nó chỗ rồi, nhưng mà cũng còn Quỳnh Phú trên nào. Quỳnh Phú trên nào, Facebook có luôn nè nè nè, chào ghê. Quỳnh Phú trên nào nha. Rồi, đây là những cái cây mai nè, nó ra lát đát một hai ấy, còn những cái bút này còn rất là nhiều rồi chú chị. Đây. Đây là nguyên cái giang mai. Nguyên cái giang mai này không biết là bao nhiêu một cây đây, không biết. Có những cái mai nhỏ nữa nè. Phía trong thì những cái mai đó nó đã trổ bông hết rồi. Đây là những cái chậu bông giấy. Thì cái chợ hoa cần giuộc này á, rất là nhiều những cái chậu hoa nhân thọ được vô chậu như vậy nè các chú chị. Đây có cây mai cũng đẹp quá ha. Ồ, lên xe nữa đó anh. Những cái chậu cúc, chậu nhãn thọ Pháp. Nhãn thọ này là nhãn thọ Pháp của chú anh chị. Bông bự lắm, bông đẹp lắm. Đây, một xe nó chuẩn bị lên. Chuẩn bị xuống, nó lộn. Chuẩn bị xuống xe. Những cái cây mai này thì được bó lại rồi. Ôi ôi, nụ quá trời nụ luôn. Nụ là nụ. Ôi, cây mai này mà tết cổ đầu cái nó vàng dựt một cốt trời luôn á cô chú anh chị. Quá trời không. Đây khu vực này là mai. Nhãn thọ. Yeah. Đây là những cái cây màu gà, cây cúc. À, những cái cây mai năm nay phải nói người ta làm rất là hay luôn, làm ra bông đúng tết. Còn những cái mai á, mình suốt ở nhà của chú chị này nở đâu ở này nở như cây mai đó đó. À, ở nhà này nó nở như cây mai đó đó, còn ở đây thì người ta làm đúng tết. Dạ tôi sợ mắt tôi đưa vợ qua tôi quýt đâu ơi. Cái này là có những cái cây bông giấy, bông giấy ngũ sắc đẹp lắm. Đây là bông giấy Mỹ, giấy Mỹ cẩm thạch gì đó. Này thì dòm nó không ngót nó bằng những cái chậu bông giấy này. Đây. Đủ màu sắc hết của chú anh chị. Thì cái khu vực này á, là trước cửa tòa án lớn lắm, rất là lớn. Bây giờ mình sẽ đi xem những cái chậu bông giấy này. Đây. Ồ, cái chậu này gốc này đẹp ha.
Đây những cái gốc bông giấy này người ta uống tỉ hết rồi. Bấn cái gốc rồi chứ. Đã có những cái trái ớt đã hả? Đẹp hả? Màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Đây. Phía ngoài đây là những cái chậu bông giấy rất là khủng, những cái gốc rất là to, gốc rất là to. Ồ, ở trong đó cũng có nữa ta, phía bên trong cũng có nữa hả con? Hả? Đây là những cái gốc giấy này rất khủng của chú chị, nó có giá từ hàng chục triệu tới hàng trăm triệu, quá dữ luôn. Đây gốc phình lên, trong đây là có những cái bông giấy là được tạo hình đẹp lắm, là đây. Đây là những cái cây mai thì để hàng ngoài trong những cái cây màu gà đỏ. Ồ, trong đó là có hai cái cây bông giấy, hai cây bông giấy rất khủng luôn. Chào chị, vẫn chạy không chị? Vẫn chạy không? Cũng được à hả? Này bông giấy của chị luôn á hả? Đây là những cái kia tắc nhỏ mini. Đây thì bông giấy nhiều lắm. Đây có những cái cặp bông giấy rất lớn luôn. Cái gốc này lâu năm rồi quý vị, cộng giấy này từ 20 triệu tới hàng trăm triệu, mình cũng không biết giá như vậy, chủ đâu không thấy. Những cái gốc này được uống thế rồi hết rồi. Đây. Bây giờ phải nói người ta ghép đẹp thiệt, quá hay luôn. Đây, mày vô chỗ nó dạt luôn. Phía bên đây là những cái chậu nhãn thọ, dạng thọ. Nhãn thọ đỏ, nhãn thọ vàng. Cúc, cúc thái. Đây. Ô, một cái cây... cái bông giấy cũng chuẩn bị xuống xe. Cái gốc này bự quá trời luôn, bự khủng khiếp luôn. Quá dữ.
Quá wow, cây bông giấy quá khủng luôn. Cây giấy này nhiêu tiền em? Chưa biết hả? 500 triệu không? Cái đó hả? Cây bông giấy gì mà hàng cái tàn sát hơn kìa. Ồ, cái gốc khủng khiếp luôn. Đó em lại em đậu xe đó đó. Đậu ghế xe đó. Cái bông giấy 500 triệu đâu Quân? 500 triệu. Góc to à? Quá trời bự luôn. Ở hàng sát cái chậu, hàng sát cái chậu luôn không? Chuẩn bị xuống xe. Chuẩn bị xuống xe. Được, 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 được. Có nhỏ nó coi. Hả? Cảm ơn em luôn. Đó tôi là Út Lùng xe ba gác gần vượt luôn. Dịch vụ xe ba gác phải không? Đúng rồi, dịch vụ xe ba gác luôn nha anh em. Dịch vụ vận tải. Có ai yêu cầu gì bao tới nơi luôn. Rồi. Chạy các tỉnh luôn. Thì có giấy mà. Mình quay xíu thì em luôn lang thang tới cho chú chị. Có nhiều không? Rồi, chuẩn bị xuống xe. Ông chú chọn sớm, ông chú chọn sớm đang mua, đang chạy giá, đang chạy giá. Không mua chậu bự chú. Không mua chậu bự á. Phải nói là những cái bông giấy này ta ghép rất là độc luôn của chú chị. Quá đẹp luôn. Đây. Mình sẽ ra xem nè. Bây giờ cũng chiều rồi cô chú chị, bà con đang ra lựa hoa, chọn cho mình những cái cây hoa hợp túi tiền. Ở năm nay thì cái kinh tế rất là eo hẹp. Những người mà làm ăn được thì người ta mới dám bỏ tiền ra người ta mua những cây hoa đắt tiền như cái cây ở trên xe đó. Thì theo Phú nghĩ cái cây đó là giá trị nó phải trên 100 triệu. Nó không có dưới vì cái gốc nó rất to, dưỡng rất là lâu luôn. Đây là những cái chậu cái bông này nói cắt ngang là gì mình giờ mình quên tên. Người ta vô chậu đó là đây là có những loại cúc nhỏ, cúc nhuyễn nè. Đây. Khi mình đi Sài Gòn về tới đây là chiều rồi các chú anh chị. Để cho nên mình quay nó hơi tối chút. Đây là cũng có một vạt mai nè, phía bên kia là cái bông giấy nhỏ để mình đi vào bánh cho cô chú anh chị xem. Đây là có những cái cây bông giấy trắng. Đây. Đây là đủ màu sắc ghép rất là nhiều loại không nhỉ luôn các chú chị. Đây.
Này nhiêu cây hả cô? Hả? Này 200 rưỡi tùy thêm. Khó lựa quá hả? Nhiều màu quá khó lựa. Đâu nó mấy màu chứ? Dạt bên trong á là bông giấy bự đẹp lắm. Chị nói sao chị? Dạ đây là tụi em là ở dưới những cái màu nào thuận người ta mua là em mới làm. Có cái màu này là rất là đẹp nè. Cái màu này là đỏ đỏ ấy nè. Đỏ lửa nè, chị thấy không? Nó rủ nó rất là đẹp. Chậu đó nhiêu anh? Chậu này 200 anh. 200. Dạ. 200 chậu qua Cần Giuộc. À, tại cái gốc này là mấy năm trời nó mới được vậy. Anh nói này chị biết lý do làm sao? Quá cái cô ồ, cây đó đẹp á, cây đó đẹp đó. Ồ, cây đó quá đẹp, cây đó chị chơi lá luôn, khỏi cần chơi ấy. Như là cái lá này có người lại nói ủa sao ông sơn lá này, trời ơi sao mà sơn đủ như cẩm thạch phải không anh? Ờ cẩm thạch Thái anh. Cái đó nhiêu? Cái đó 200. Còn cây này nhiêu anh? Cái này đẹp nè cô ơi. Được nè, được nè. Ờ cây đó 150. Cái này một màu trắng thì biển ha. Cây này 150, cây này 170. Cái này là cây gốc này mà nó hai màu. Ờ chứ chị nhiều khi một màu à, một màu hai à, hai màu, hai màu. Cái nào? Nhìn nhìn kỹ mới thấy hai màu. Đây là những cái chậu mai mini rồi các chú chị, nhỏ nhỏ thì nó cũng tầm giá vài trăm ngàn. Cái này trăm hai ba trăm nào anh hả? Là làm YouTube hả? Lên YouTube hả chứ đâu có lên này nào đâu. Lên điện thoại mình á, mình vô YouTube gõ Quỳnh Phú trên nào ha, Facebook. Quỳnh Phú trên nào luôn. Anh hai cái anh gõ lên là anh thấy à. Đây. Dạ bên đó là lan của chú chị. Lan nhỏ lan, lan hầu điệp. Bây giờ thì cái đèn màu á ở trên đường 85 á đã bắt lên nè cô chú chị. Đây. Ôi cái chậu chậu bông giấy khủng đang xuống cô chú chị ơi. Chậu bông giấy 500 triệu. Ô xuống bằng những cái bao. Để những cái bao ở dưới đó. Đẩy nó xuống. Ồ, có thế giáo ta. Quá đông luôn. Chưa thế không? Kéo luôn à. Để vậy, vô nè. Chia vô phụ đây đi. Đó là sao mà nó mà. Mày kêu lại luôn. Ba. Không nói gì đâu. Ừ.
Này di chuyển bằng sức người của chú chị. Quá mạnh luôn, khiêng lên tới trên luôn rồi. Mà đó là cô chú chị ơi, lên bằng bằng tay nè, nặng quá. Này cái chậu khung sắt thì nó tầm ở ngoài 100 kg rồi kìa. Đất gốc nữa nó tầm 200 kg hơn. Bây giờ chờ người tiếp tế phụ. Dạ thì clip chia sẻ về cái chợ hoa sưng, chợ hoa Cần Giuộc á, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Tới đây cũng kết thúc. Cũng nhân dịp năm mới, Phú xin gửi lời chúc tất cả quý cô chú anh chị một năm mới vừa dạy sức khỏe, ăn làm thuốc, an khang thành vượng. Qua sang năm thì mình làm ăn sẽ được ngon lành hơn năm nay. Ồ, dở lên trên đấy luôn rồi. Quá hay luôn. Rồi xong. Quá đẹp không?